Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Tanaka và nó có cái tên riêng là ở phía sau này các bạn. Cái này là cái Tanaka TBC 270S VH các bạn. Tanaka 270S VH. Cái Tanaka này là thuộc thế hệ mới nha các bạn, xài rất là tiết kiệm xăng luôn và rất là khỏe. Đấy, ở đây nó các bạn xem Tanaka ha, made in Japan, rất là uy tín luôn các bạn. Đặc biệt cái dòng Tanaka này nó xài phốt đầu phốt đít nó đều là phốt sắt nha các bạn, xài rất là bền, nòng nó cũng cực kỳ bền luôn và đặc biệt là nó rất là tiết kiệm xăng luôn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động như các bạn, tự động có nghĩa là chế độ xăng nó do nhà chế tạo ấn định nha, đúng ngay bon luôn, không dư cũng không thiếu, do đó là nó tăng cái độ bền, tăng tuổi thọ của nòng rất là cao ha. Do nó cung cấp xăng do nhà chế tạo ấn định, mình không có chỉnh cho nhiều ít được mà nó cố định ngay mức độ đó để cho cái máy nó hoạt động, nó hoạt động gọi là tối ưu nhất các bạn, tối ưu nhất, không thiếu cũng không dư. Do đó là các bạn sử dụng cái chế quạt khí tự động này thì các bạn yên tâm là không bao giờ hao xăng, và cái yên tâm kế tiếp là không bao giờ bị chạy xước nòng, rất là hay luôn. Tất cả các máy bây giờ đại đa số là đều là chế quạt khí tự động nha các bạn, kể cả máy 4 thì cũng vậy, đều là chế tự động, nó ít có làm cái máy chỉnh như ngày xưa. Những cái hệ thống chế quạt khí mà chỉnh đó thì cái người tiêu dùng có thể chỉnh dư hoặc thiếu, làm cho cái máy nó giảm tuổi thọ, thì nhà chế tạo nó không có muốn cái điều đó xảy ra để nó chế một cái chế quạt khí tự động này là xăng do nhà chế tạo ấn định ha, và nó cung cấp rất là đủ. Nói nôm na là vậy à, nói nôm na là đã kỹ sư người ta thiết kế rồi chứ không phải mình chỉnh ha. Chế quạt khí nó ở đây nó có cái e gió đỏ đây, nó để đóng e ha, trở lên vậy là đóng e nè, khi mình lên ga thì tự động e này nó đập xuống lên đó ha, cho nên gọi là e gió tự động, e gió đỏ tự động. Và cái việc sử dụng nó rất là dễ các bạn, cứ kéo lên vậy mình giật nó sặc một tiếng là mình kéo xuống ha, mình giật tiếp thì nó sẽ nổ. Ở đây cái dòng máy này là nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn, nhưng nó là cực chắc luôn, nó không phải như các lỗ thông hơi của các dòng máy đời xưa ha, nó rất là hữu hiệu luôn và nó rất là an toàn. Rất là độ tin cậy rất là cao. Đấy. Độ tin cậy rất là cao có nghĩa là nó hút khí vô được nhưng mà nó không trả xăng ra ngoài được, do đó là cái độ tin cậy nó rất là cao là như thế các bạn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha. Tỷ lệ ở đây mình khuyến cáo các bạn nên dùng là 1 lít xăng pha tối thiểu 50 cc nhớt nha các bạn, 1 lít xăng pha tối thiểu phải 50 cc nhớt, 50 cc nhớt hai thì nha các bạn. À, dầu mặc dù các bạn mua nhớt xịn sò cỡ nào cũng không được thấp hơn 50 cc nha. Còn nếu các bạn mua nhớt càng rẻ thì các bạn phải tăng nhớt lên ha. Tại vì nhớt rẻ thường nhớt điểu ha. Không phải mình nói vậy cũng không phải, nhớt rẻ nhiều khi là nó cái độ bôi trơn nó không có cao hơn cho nên mình pha hơi nhiều tí. Còn cái nhớt điểu thì thường là các cái danh thương hiệu danh tiếng nó mới điểu nha các bạn, còn nhớt nhớt dởm nó không có điểu, ít điểu lắm, chỉ có những cái hãng mà nó chế tạo chế nhớt ra mà không sử dụng được thì cứ cái nhớt đó là nhớt không hay điểu nữa, nhớt đó nó nhớt quá trời dở rồi không sử dụng được, nó
nó chạy vô là dính máy liền. Đó, khi mình sử dụng nhớt á, thì mình phải tham khảo trước của anh em nào sử dụng nhớt nào bền tốt thì mình dùng theo hết các bạn, chứ mình đừng tự trải nghiệm là nó hay bị hư máy lắm. Rồi nó mang một cái chụp giật trợ lực các bạn, chụp giật trợ lực ha, giật trợ lực rất là nhạy nổ luôn, để mình nổ thử cho các bạn nghe. Công tắc lên trên tay cầm các bạn rất là nhạy nổ luôn, rất là đã luôn, zin 100% tất tần tật nha. Mình tình trạng mới của máy này nó có khoảng 95% các bạn, tình trạng độ mới 95% TBC. À, 270 SVH chắc luôn ha, cả các chi tiết rất là đã ha. Dây ga nè, có dây đi dây công tắc cho nên nó bao bọc lại rất là đã. Các bạn nhìn thấy hệ thống cụm không, cáo mới cáo luôn ha. Tay ga nè, công tắc đây, tay ga đây ha, rất là đã luôn, zin nguyên bản ha. Các bạn nhìn thấy cái cụm các bạn thấy thích, kéo luôn, cần láp tinh luôn. Cùi nữa nè, cái cùi nó có chống dính cỏ phía trên ha, chống mày mò phía dưới đấy, đầy đủ hết, rất là hữu hiệu luôn, rất là ok. Nó thử cho các bạn xem ha. Cái độ ổn định keo và độ bền thì không cần cần gì phải bàn cãi các bạn, tại vì phốt đầu phốt đít nó là phốt kim loại nha. Nổ nha các bạn. Đấy, công tắc đây các bạn. Ha, cầm tắt này, bỏ lại nha. Bỏ lại ha. Trợ lực cho đó nó nhẹ, giật ghê lắm các bạn. 27 cc, nòng 34 ly nha, mà nó nhạy ghê lắm. Hơi nó chắc gịch luôn. Rất là trơn luôn ha, tích luôn. Đấy. Rồi mình tắt thôi các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Tanaka TBC 270SVH đây tạm dừng nha các bạn. Xin mình chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Nếu các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765959
958. Xin mến chào các bạn nha.